Một buổi sáng ở Linh Đàm, như nhiều buổi sáng khác, để ra khỏi khu vực bán đảo, cư dân phải đi qua con đường Nguyễn Hữu Thọ. Một con đường đau khổ mới. Chưa đến 7 giờ sáng, đường đã chật ních xe cộ. Trên cao, dưới thấp, xe máy, rồi ô tô. Người, phương tiện nhích từng bước trên đường. Đấy, nhìn thấy nó nhiều người dân thì gây ra ủn tắc giao thông nhiều thì nó cũng thấy vất vả nhiều cho người dân. Và em mong là nó cũng sẽ hạn chế lại cái ủn tắc này để cho người ta đi lại cho nó thoải mái. Và đến lúc có một thời điểm nào đó để người ta đi làm ấy, nó sẽ đỡ để đi làm muộn hoặc là đi đến hơn để đúng giờ hơn. Vốn là con đường nổi tiếng với nút thắt cổ chai, gần đây đường Nguyễn Hữu Thọ ngày càng trở nên đông đúc và thường xuyên tắc nghẽn hơn khi mà các khu chung cư lần lượt hoàn thành đón cư dân về sinh sống. Sự xuất hiện của tổ hợp dự án nhà thương mại giá rẻ mang tên HH gồm 12 tòa của ông Lê Thanh Thản được ví như một nhát dao chém nát quy hoạch khu đô thị Linh Đàm. Tòa nào cũng từ 30 đến 40 tầng, mỗi tầng đều khoảng 20 căn, có nghĩa là hơn 3 vạn cư dân sẽ sống chen chúc trong ô đất khoảng gần 5 hectare. Nhiều người không chịu nổi cái khổ, vừa chuyển về sinh sống đã nghĩ đến chuyện ra đi. Tất nhiên là anh cũng có kế hoạch là anh cũng chỉ ở đây một thời gian thôi, vì anh cũng biết trước được rằng là nó sẽ không phù hợp ấy. Đấy, vì anh là anh có xe, đấy, cho nên là ở đây thấy nó không phù hợp. Linh Đàm, nhìn từ trên cao, hạ tầng bị cắt xén, không gian sống bị ảnh hưởng. Không ít trong số này là những khu chung cư giá rẻ mà sự xuất hiện của chúng đã mở ra cơ hội cho cư dân thủ đô, cơ hội sở hữu một ngôi nhà. Nhưng chính sự bùng nổ chung cư giá rẻ đã phần nào làm phá vỡ quy hoạch của đô thị. Và xin được giới thiệu khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta hôm nay sẽ là một người rất am hiểu về quy hoạch nói chung và quy hoạch của thủ đô nói riêng. Người sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi ai làm khổ hàng vạn cư dân Linh Đàm. Và xin được giới thiệu Phó sư tiến sĩ kiến trúc sư Tô Thị Minh Thông, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn bà đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa bà, vừa rồi là những hình ảnh không mấy dễ chịu trong một buổi sáng đẹp trời như là ngày hôm nay, đúng không ạ? Và cá nhân bà thì bà cảm nhận thế nào về cuộc sống ở tại Linh Đàm qua những hình ảnh vừa rồi? Khi mà vào những năm làm khu đô thị mới Linh Đàm thì chúng ta rất là vui vẻ, tự hào có một khu mới. Khu ấy tuy xa Hà Nội một chút nhưng mà thoáng mở nhiều cây xanh và đi lại ở rất là rộng rãi về môi trường, khác hẳn với bên trong Hà Nội. Nhưng ngày nay cái khu ấy đã bị biến dạng rất nhiều do cái quá trình phát triển của đô thị, nhưng mà nó lại phát triển xấu đi. Nguyên về cái đường đi vào khu đô thị Linh Đàm là một đường độc đạo đã là không tốt rồi. Trong một cái khu đô thị mới bao giờ cũng cần có nhiều đường ra vào khác nhau, không thể để một con đường duy nhất đấy. Khi mà dân cư đông lên và mỗi buổi sáng đi làm đã gây cho người ta một cái rất là đau khổ, là vì phải chờ đợi nhích từng mét, từng giây phút phải chờ để đi làm muộn. Và thứ hai là người dân đã bị tổn thương rất là nhiều về tinh thần buổi sáng đi làm việc. Vâng, không thể phủ nhận rằng là khu đô thị Linh Đàm trước đây là một khu đô thị kiểu mẫu rất đẹp. Nhưng vài năm trở lại đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý cho các công ty của tập đoàn Mường Thanh xây dựng các công trình tòa nhà hỗn hợp ở tại khu vực này, khiến cho dân số tăng nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Là một chuyên gia về quy hoạch kiến trúc mà là nguyên là Phó Viện trưởng của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, thì ý kiến của bà như thế nào về sự thay đổi này? Cái chủ trương của nhà nước cũng như là của thành phố là để mở thêm những khu đô thị cho người thu nhập thấp và để cho người ở được có nhiều nhà ở, có quyền ở, thì đấy là rất là tốt. Thứ hai là có những doanh nghiệp đã nhận làm những cái việc đó cũng là rất quan trọng. Nhưng cái việc chủ trương chính sách xen cài vào những cái khu đô thị còn đất đai đó mà để làm phá vỡ cái quy hoạch là cái chủ trương không thể chấp nhận được. Cái thứ hai, tức là công tác quy hoạch của chúng ta bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, có tiêu chuẩn quy phạm, có cả các cái luật xây dựng và luật về
nhà ở, môi trường, khu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ cho khu dân cư tối thiểu cho một người dân đều có cả. Nhưng mà vấn đề là chúng ta thực hiện như thế nào, đấy là cái sai lầm của việc thực hiện. Và giữa công những người làm chuyên môn cũng phải có một cái ý kiến xác đáng với cái nghề của mình để mà mình trình lên với các cấp lãnh đạo theo những ý của bản thân chuyên môn của mình, chứ không được làm theo cái tiếng gọi của cái sự thuận lợi theo cái kinh tế hoặc là theo cái cá nhân của mình cho công việc. Thưa bà, được biết là hiện nay thì có rất nhiều cư dân sinh sống ở Linh Đàm đã phải bỏ của chạy lấy người, giao bán nhà để chuyển đi nơi khác. Bởi vì hàng vạn con người thì sống chen chúc trong một khoảng diện tích quá nhỏ hẹp thì họ không thể chịu đựng được. Và bà đã bao giờ thấy kiểu quy hoạch như thế này ở những nơi khác hay chưa? Và hệ lụy trước mắt cũng như hệ lụy lâu dài của nó là gì thưa bà? Không nói gì với nói dối thì chị, tôi cũng có một căn hộ Linh Đàm, mua vào cái lúc mà Linh Đàm còn đang rất đẹp. Nhưng mà sau một thời gian ở chật chội thì cũng đã tìm cách phải ra khỏi nơi đấy. Và thông cảm với tất cả những cư dân ở đấy thì tôi thấy rằng cái việc là giải quyết bổ sung xây xen cài rất nhiều nhà cao tầng là không chấp nhận được. Cái thứ nhất là khi đối với một khu quy hoạch phải có cái về dân số, cái quyết định, cái yếu tố về dân số đó quyết định rất nhiều cái tiêu chuẩn khác. Từ dân số nó quy ra vấn đề là nhà ở với số không gian đô thị bao nhiêu, đất đai bao nhiêu. Từ dân số nó quy ra được số mét vuông về cây xanh, về diện tích hạ tầng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội. Từ dân số suy ra được bao nhiêu nước uống và bao nhiêu vấn đề cấp thoát nước là đều có các cái chỉ tiêu. Và chúng ta không thiếu gì những cái đó cả. Chúng ta không còn yếu kém như ngày xưa. Cho nên việc này cần ở ba nhà. Thứ nhất là những nhà quyết định chính sách. Thứ hai là những nhà về nhận những cái dự án để làm theo cái chính sách đó. Và thứ ba là những cái người làm chuyên môn cho cái việc đó là phải làm, nhất là những người làm chuyên môn. Và từ quy hoạch đến quy hoạch chung cho một cái khu đất, cho đến một khu ở và cho đến những người làm công trình, từng công trình nhà ở đều phải có một cái mối quan hệ chặt chẽ với nhau để cùng đáp ứng với đời sống của người dân. Mà kinh nghiệm trước khi người ta làm ở các nước thì người ta đều có cái điều tra xã hội học. Điều tra xã hội học là một vấn đề nước ta cũng đã phát triển đến như vậy và cũng là một vấn đề rất là quan trọng trong cái việc xây dựng nhà ở và khu ở. Điều tra xã hội học để tìm hiểu được cặn kẽ xem cái ý của người dân cái khu đó muốn những cái gì, thiếu những cái gì và người ta không đồng ý những cái gì để chúng ta có một cái chính sách chung hợp lý. Dạ vâng, thưa bà. Bà có thể chia sẻ là như trong ba bên mà bà có chia sẻ đó thì cụ thể là bên nào sẽ là bên có quyền thay đổi một cái dự án, một cái khu đô thị đã có hình hài từ trước và bây giờ họ có cái chịu trách nhiệm như thế nào với đời sống của những người dân ở Linh Đàm khi mà người dân ở đó đang phải chịu rất nhiều vấn đề như là ùn tắc này, ô nhiễm này, nguy cơ cháy nổ và rất nhiều những nguy cơ còn tiềm tàng nữa mà chúng ta còn, nó còn chưa hiện hình ạ. Theo bà là bên nào ạ? Và như câu hỏi của chị thì cái chính là cái bên về chuyên môn, tức là các nhà quy hoạch đô thị và các nhà kiến trúc sư quy hoạch thiết kế công trình rồi các nhà hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đấy là những người chịu trách nhiệm chính. Nhưng mà thực tế thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều của những nhà kinh doanh. Những nhà kinh doanh là những người bỏ tiền ra để mà đầu tư và biến thành cái hàng hóa của các cái căn hộ, biến thành các hàng hóa của đô thị. Thế thì hai cái cơ sở đó nó đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và hiện giờ thì nhiều khi những nhà kiến trúc sư cũng không thể quyết định hoàn toàn tự mình được bởi những yêu cầu của những nhà doanh nghiệp. Cho nên là ở đây chúng tôi thấy là cũng cần có những cái thống nhất với nhau về quan điểm và phải có một cái hội đồng phải chính xác, công minh để mà vì cái lợi ích của nhân dân, vì cái môi trường của xã hội và môi trường không gian của đô thị là cao nhất. Dạ, để vâng, đáp ứng được người dân sống đẹp đẽ. Dạ vâng, và vâng, đúng là tất cả các bên thì đều có trách nhiệm trong cái lĩnh vực này, có đúng không ạ? Tuy nhiên là cụ thể thì ở đây chúng ta đang nói đến chính quyền hay là bên doanh nghiệp hay cụ thể là bên cơ quan nào phải chịu trách nhiệm và có quyền thay đổi cái quy hoạch
của cái khu đô thị Linh Đàm đã được duyệt từ trước rồi ạ. Bên nào có được cái quyền đấy ạ? À, bên ai ạ? Cái người mà làm ra cái thay đổi cái bộ dạng cũng như là cái bản vẽ quy hoạch của cái khu đô thị Linh Đàm chẳng hạn, thì chính là những người trực tiếp làm những cái công trình đó, tức là vẽ quy hoạch đó. Nhưng mà cái người mà quyết định cuối cùng ấy, để phê duyệt cuối cùng chính là các cấp lãnh đạo của thành phố. Dạ, vâng. Những người quyết định tối cao về cái chuyện này. Thế và cái người mà để giúp cho thành phố có thể quyết định được ấy, là những cái hội đồng, trong đó có cả những cái cơ quan về kiến trúc sư, hay như là sở kiến trúc quy hoạch chẳng hạn, hay là những cái cơ quan có tính chất thẩm quyền về kinh tế cũng như về hạ tầng xã hội mà tư vấn cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Và một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ rất sâu sắc của Phó sư tiến sĩ kiến trúc sư Tô Thị Minh Thông. Và thưa quý vị, vẫn biết là sự có mặt của những tòa nhà mới trong khu đô thị Linh Đàm đã góp phần giúp nhiều người dân có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở Hà Nội ở vị trí trung tâm. Thế nhưng thủ đô là bộ mặt của một quốc gia và việc quy hoạch thủ đô phải được thực hiện bài bản đồng bộ. Cuộc sống của người dân thủ đô không thể bị đảo lộn bởi những bản quy hoạch mà cái sau lại phủ nhận hoàn toàn những thứ mà cái trước xây dựng.